Thời gian gần đây, số người đến tiêm ngừa bệnh dại tại các điểm tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, phần lớn là do bị chó mèo tấn công. Phần khác là vì mùa hè đang đến, thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh nhất. Chính vì vậy, việc chủ động phòng chống bệnh dại trong thời điểm này là rất cần thiết. Bởi bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gặp ở mọi lứa tuổi và có nguy cơ tử vong rất cao. Sau khi bị chó nuôi trong nhà tấn công, người đàn ông ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh này đã đến ngay cơ sở y tế để được tiêm ngừa bệnh dại. Hiện ông đã tiêm xong mũi tiêm thứ hai. Dù là vật nuôi trong nhà nhưng đây là điều cần thiết sau khi bị chúng trở nên nóng nảy quay sang tấn công người. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa bệnh dại ngay sau khi bị vật nuôi hoặc chó mèo hoang tấn công. Chỉ có năm là đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại. Do đó, để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi hoặc tiêm nhắc lại hàng năm, không thả rông chó, mèo, khi đưa chó ra đường phải đeo rọ mõm cho chó, không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Các chuyên gia cũng lưu ý người dân tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang để chữa bệnh dại. Liên quan đến nhiều vụ chó thả rông cắn người trong thời gian gần đây, Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đây là vấn đề đã lặp đi lặp lại rất nhiều năm. Việc tăng mức xử phạt đối với chủ vật nuôi thả rông để chó cắn người rất dễ, nhưng đi vào thực tế, thực tiễn hiện nay, tốt hay không mới là khó. Bộ đã có nghị định, thông tư, văn bản chỉ đạo rất rõ ràng, cụ thể về vụ việc này. Tuy nhiên, theo Cục Thú y, điều quan trọng nhất là chính quyền phải vào cuộc. Chính quyền các xã phường phải tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chủ vật nuôi cũng phải có trách nhiệm của mình. Cục Thú y cho biết, với những trường hợp nuôi chó mèo để xảy ra việc cắn trọng thương, thậm chí là chết người, mức phạt hiện nay vẫn còn rất thấp. Nhưng để nâng mức phạt lên còn vướng nhiều khó khăn. Do mức phạt quá thấp, thậm chí một số nơi việc chó thả rông là điều rất đổi bình thường. Vậy nên sự việc hai du khách nước ngoài bị chó dữ tấn công khi đang đi trên đường tại thành phố Nha Trang thì nhiều người vẫn còn rất thờ ơ và bàng quan. Vì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp người đi đường bị chó cắn, nhất là khi tình trạng chó thả rông khá phổ biến. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tiếp tục có công văn xử lý việc nuôi chó không đeo rọ mõm và cắn người trên địa bàn. Và câu hỏi, làm sao để người chủ vật nuôi có trách nhiệm đối với cộng đồng thì không biết đến bao giờ mới có câu trả lời. Nhiều ngày sau vụ việc chó nuôi của một hộ dân tại xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang cắn du khách nước ngoài, dư luận xôn xao, chính quyền địa phương có ngay những biện pháp để kiểm tra xử lý. Thế nhưng, đi trên rất nhiều con đường ở thành phố Nha Trang, không khó để bắt gặp cảnh chó thả rông. Chạy ngược, chạy xuôi, có lúc tỏ ra hiền lành, nhưng lắm lúc cũng vô cùng hung dữ. Nhiều người cùng lên tiếng, không thể để kéo dài tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm. Nhiều ngày nay, bà Lê, tổ trưởng tổ dân phố Phước Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang thường xuyên nhắc đi nhắc lại quy định không thả chó thả rông ngoài đường. Tổ dân phố 1 Phước Thành có bao nhiêu gia đình nuôi chó, bà Lê đều nắm rõ. Vậy là đến từng nhà, trực tiếp kiểm tra và nhắc nhở để người nuôi chó biết rõ trách nhiệm của mình. Nếu như gia đình nào mà vẫn đang còn có những cái hiện tượng là thả chó ra ngoài mà không có biện pháp, thì là bí thư, tổ trưởng và mặt trận sẽ đến tận nhà để vận động, thuyết phục. Từ đó thì nhân dân có cái sự tin tưởng, nên là đồng thuận. Chó được xích lại, thường xuyên kiểm tra dây xích, phòng ngừa dây xích bị tuột, chó lại chạy rông, tấn công người. Có gia đình, để chắc chắn hơn, chó luôn nhốt trong nhà, cứ ra vào, luôn đóng kín. Nuôi chó nhưng mà cũng chấp hành, nghĩa là không có cho chó thả rông, mà có thả rông ra ngoài thì cũng xích, cũng rọ mõm hết à. Thực tế cho thấy, đối với tình trạng chó thả rông ngoài đường, nếu tổ chức bắt chó thả rông, xử phạt người nuôi chó là chuyện không dễ triển khai ngay lúc này. Bởi vậy trước mắt, để tăng trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng, các khu dân cư đẩy mạnh việc kiểm tra, nhắc nhở các gia đình nuôi chó. Gặp những gia đình chúng ta nuôi chó để vừa là nhắc nhở, vừa là tuyên truyền cho họ làm sao quản lý con chó của mình để cho khỏi chạy ra đường. Với những gia đình nuôi chó, công việc này tưởng như một thành viên trong nhà. Cộng đồng không ai phản đối tình yêu động vật như thế. Nhưng ngược lại, những người nuôi chó cũng phải có trách nhiệm đối với cộng đồng. Và trách nhiệm đó bắt đầu từ việc tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý vật nuôi. Nhiều tình huống bị vật nuôi cắn phải tiêm ngừa. Và hậu quả từ những vết cắn như thế này khiến nhiều người dân như anh Danh lo lắng phải đi tiêm ngừa 5 lần.
Đi tới lui hoài cũng nhiều lần mới tại dưới phần ở xa nữa. Cái người dân thì phải cái cọc, cái chó đồ lại. Trong 7 ngày qua, có 148 lượt người dân đến tiêm ngừa phòng bệnh dạy tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. Còn tính trong tháng qua, số lượt tiêm ngừa phòng dạy đã tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là loại vaccine được sử dụng tại đây. Đối với vaccine tiêm bắp này thì người dân sẽ phải tiêm 5 lần để phòng ngừa bệnh dạy. Và do đó thì cái việc chuẩn bị cái nguồn vaccine để đảm bảo nguồn cung ứng tiêm ngừa cho người dân là hết sức quan trọng. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã chuẩn bị dự trù vaccine ngừa dạy từ sớm. Do đó lượng vaccine vẫn dồi dào trong kho. Qua thống kê báo cáo, chúng tôi sẽ nắm được cái thời điểm nào, những cái mùa nào cái lượng người tiêm phòng dạy nó tăng, thì căn cứ vào đó chúng tôi sẽ lựa dự trù vaccine số lượng để mà đáp ứng được cái nhu cầu theo từng cái mùa. Mặc dù lượng người dân tiêm ngừa cao, nhưng các chuyên gia cũng đánh giá một số rào cản như suy nghĩ động vật đã tiêm phòng thì sẽ không lây bệnh dạy hoặc tự điều trị bằng phương pháp truyền miệng khiến một số người còn chậm đi tiêm ngừa, dẫn đến nguy cơ tử vong do bệnh dạy. Virus dại có thể lây truyền qua vết cắn, vết cào, xước hoặc là liếm trên cái vết thương của cái người bị tổn thương thì nó cũng có thể bị dại. Do đó nên là tất cả các trường hợp đều bị có vết thương thì đều có nguy cơ bị dại hết, chứ không phải là chỉ có vết cắn thì mới bị. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Khi lên cơn dại thì khả năng tử vong là 100%. Do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đến ngay các cơ sở tiêm ngừa khi bị động vật cào cắn, đề phòng tử vong do bệnh dại.